Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã và đang theo dõi video. Thưa quý vị, CHZ là một token chuyên về lĩnh vực thể thao, đặc biệt là môn thể thao vua, bóng đá. Ở video này, tôi xin chia sẻ cùng quý vị cách để mua cái đồng coin CHZ trên sàn Binance. Để quý vị không phải chờ đợi lâu, ở đây tôi đã đăng nhập vào tài khoản sàn Binance và tôi đã chuẩn bị sẵn USDT để ở trên sàn và tôi sẽ mua CHZ. Ô tìm kiếm, tôi sẽ nhập CHZ. Thì quý vị có thể mua CHZ bằng USDT hoặc là BUSD hoặc là BNB hoặc là BTC. Còn ở đây tôi có USDT thì tôi sẽ mua CHZ bằng USDT và tôi sẽ chọn cặp CHZ gạch xược USDT. Chọn vào mua. Ở đây cái phần giới hạn này, quý vị có thể đặt lệnh giới hạn hoặc là lệnh thị trường. Ví dụ tôi sẽ thử một cái lệnh thị trường để quý vị tham khảo. Tôi sẽ chọn vào thị trường và tôi nhập cái số lượng CHZ mà tôi muốn mua. Và đây số dư USDT để tôi mua nó sẽ được hiển thị ở trên này. Thì quý vị có thể lựa chọn 25, 50, 75 hoặc là 100%. Ví dụ tôi sẽ mua 50% cái số lượng USDT mà tôi đang có ở đây. Tôi sẽ chọn cái lệnh thị trường để tôi mua. Thì quý vị không phải chờ đợi lâu. Nếu như quý vị chọn cái lệnh là thị trường thì ngay lập tức cái đồng CHZ nó sẽ về ví trên sàn của quý vị. Nhưng quý vị sẽ bị chênh lệch cái giá theo giá thị trường. Đó, rồi bây giờ tôi sẽ chọn mua. Ok, bây giờ tôi sẽ chọn vào cái 75% đi, tại vì cái giới hạn đặt lệnh ở đây thấp nhất là phải 10 USDT. Rồi, tôi chọn mua này. Đó, thành công luôn. Đây, cái lệnh thị trường này này, đã mua thành công. Trường hợp thứ hai, quý vị có thể đặt mua theo cái lệnh giới hạn. Nhưng quý vị sẽ phải chờ đợi lâu. Quý vị có thể treo lệnh mua vài ngày, vài tuần hoặc một tháng cũng được. Ví dụ tôi sẽ treo một cái lệnh, nó rất chỉ là thấp thôi. Đó, thì tôi sẽ điền cái giá vào đây. Sau đó tôi nhập cái số lượng USDT mà tôi muốn mua. Sau đó tôi sẽ chọn vào mua. Thì cái lệnh đặt giới hạn này nó sẽ được hiển thị ở phần phía dưới. Ok, và đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy video hay và hữu ích, quý vị đừng quên đăng ký, chia sẻ, theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất. Trường hợp quý vị chưa có tài khoản trên cái sàn Binance thì quý vị hãy đăng ký theo cái mã giới thiệu trên màn hình hoặc là cái đường link tôi để bên dưới video này. Quý vị đăng ký theo cái mã giới thiệu hoặc là đường link thì quý vị sẽ được giảm phí giao dịch trên cái sàn Binance. Chân thành cảm ơn.